Nếu các bạn muốn giao dịch ngoại hối cùng Đông Đông TV mà chưa có tài khoản giao dịch thì bạn hãy thử tài khoản trên sàn Exness này nhé. Các bạn chỉ cần đăng ký tại link này bit.ly/DongDongTV/Exness, sau đó ấn vào tạo tài khoản là xong. Ưu điểm của sàn Exness này là giao diện dễ sử dụng, có tiếng Việt đầy đủ, đã thế còn miễn phí, phí qua đêm khi giao dịch vàng và có cực kỳ nhiều loại tài khoản cho bạn lựa chọn. Nạp và rút tiền thì cực kỳ là nhanh qua chuyển khoản ngân hàng nhé, cực kỳ là tiện lợi. Cho đến nay thì Đông Đông TV đã hoạt động khá là lâu trên Exness và nhận thấy đây là sàn giao dịch ngoại hối uy tín. Ok nha, uy tín luôn. Đông Đông TV đã giới thiệu thì quá là chuẩn đét luôn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Đông Đông TV ngày hôm nay. Thì bây giờ cũng khá là muộn rồi, bây giờ cũng là gần 1 giờ sáng rồi, nhưng mà mình cũng cố làm video lên cho mọi người một cái kèo khá là hay về cái hệ thống đa lệnh này của mình. Và cái cặp hôm nay mình áp dụng đó là cặp NU nhá. Cặp NU này thì mình sẽ có những cái bước xử lý như sau. Thứ nhất là mình sẽ xác định được cái xu hướng hiện tại của nó, của cái khung lớn ấy. Sau đó thì mình sẽ đi theo khung lớn hoặc là đi ngược cái khung lớn đều được cả. Đó, nhưng mà trong cái trường hợp này thì mình sẽ đi theo cái khung lớn là 4H. Cái ví dụ này nó khá là trực quan và nó khá là dễ hiểu cho mọi người. Và cái kèo này thì nó cũng đã bắn lên cái server bắn kèo tự động V7.2 của mình ở trên Telegram. Nếu mà mọi người chưa vào cái server bắn kèo tự động này thì mọi người có thể vào ngay ở cái link này nha. Link thì mình để ở dưới mô tả ở video và cái bài ghim của comment của video này. Ok, cũng khá là muộn rồi nên là mình cũng không thể nói to được, mong em thông cảm. Trước tiên thì mình sẽ xác định xu hướng của khung lớn trước, đó là khung H4. Cái khung H4 này hiện tại thì đây chính là cái điểm cao nhất hiện tại của nó, và đây là cái điểm thấp nhất của nó là hiện tại. Và bây giờ mình chỉ cần chờ giá phá qua, sau đó thì mình sẽ mua lên. Và đây, như mình đã nói rất nhiều video lần trước, khi mà cây nến H4 nó đóng cửa thân nến qua như thế này thì thị trường đã xác nhận cho mình rằng đây là một xu hướng tăng tiếp diễn của nó. Ok, và bây giờ mình sẽ đợi giá hồi. Giá đã tạo đỉnh rồi, bây giờ mình sẽ sử dụng Fibonacci để tìm kiếm cái điểm mua tốt nhất của mình nha. Thì đây chính là cái vùng mua của mình. Khi mà giá ở khung H1 mà nó đi vào vùng này và nó hợp lưu nhiều điều kiện ở vùng discount, tức là vùng giá thấp, thì mình sẽ setup một cái lệnh mua lên. Thì giá nó đi một mạch đi xuống như này thì đây là cái cơ hội để mình có thể vào lệnh một lệnh buy, setup khá là đẹp nha. Đến đoạn này thì cái công cụ hỗ trợ của mình đã báo là cái điểm này đã có một volume lực lớn mua lên ở đây, và mình vào ngay một cái lệnh buy đầu tiên ở đây. Với điểm mở lệnh tiếp theo là 30 pip và TP ban đầu là 40 pip như mình đã bắn kèo ở trên cái server tự động, và mình sẽ giải thêm lệnh khi mà giá đi xuống dưới này. Và đây chính là điểm cuối cùng của mình có thể vào lệnh, tại vì đây chính là cái điểm đảo chiều cuối cùng của nó. Và bây giờ mình và mọi người hãy xem giá chạy nha. Lệnh 2 đã khớp. Và khi mà mọi người theo cái hệ thống giao dịch đa lệnh này thì mọi người phải có sự kiên nhẫn nhất định. Tại vì cái kèo NU này nó đã chạy hơn 1 tuần nhé. Chạy hơn 1 tuần liền cũng khá là lâu, và mọi người phải thật sự là kiên nhẫn. Và đây thì hai cái lệnh này của mình đã TP. Lệnh 1 và lệnh 2. Đó, cũng khá là đơn giản theo cái setup này. Và đây chính là cái thời điểm hiện tại của cặp NU. Cặp NU này thì mình sẽ canh một kèo bán xuống, nhưng mà hiện tại mình chưa bán. Cái setup khá là đơn giản nhưng mà cực kỳ là hiệu quả nha. Cái kèo này thì mình cũng đã bán trên cái server tự động ở trên Telegram. Nếu mà mọi người chưa vào cái server bán kèo tự động này thì mọi người có thể tham khảo ngay những cái kèo mà mình bán lên trên đó ở link hiển thị trên màn hình. Như mình đã nói vừa xong thì đối với cái hệ thống giao dịch đa lệnh này thì mọi người phải có sự kiên nhẫn nhất định nha. Có những cái kèo chạy 2 tuần nó chưa TP thì mọi người cứ phải để đó để cho nó chạy hết cái kèo đấy mới được, chứ đừng cắt sớm hay là cắt non hay là chốt lỗ sớm vội. Tổng kết lại thì cái điều kiện vào lệnh của mình đó là set biên độ giá, set khoảng discount và premium và set nến, set volume của nến, sau đó vào lệnh thôi. Cái setup thì khá là đơn giản nhưng mà cực kỳ là hiệu quả nha. Bây giờ thì cũng khá là muộn rồi ấy, cho nên là mình cũng sẽ không làm video dài nữa. Cho nên là có cái kèo hay lần tới thì mình sẽ làm thêm nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại vào video lần tới. Bye bye. Ok, trước khi vào kèo tiếp theo thì đây là cách bạn có thể xem bản thuyết trình về chiến lược cũng như cách mình sử dụng phương pháp ở đây. Bạn ấn vào mô tả của video, lướt xuống dưới một tí và ấn vào bio link và đọc ngay mục 1 và 2 như thế này.